Vâng, chào các bạn. Dưa hấu của bà con nông dân này các bạn ạ. À, trái 20.000 các bạn ạ. Rất tội người nông dân. Làm ra trái dưa bằng này mà giờ bán hai trái 20.000 các bạn. Một trái hai trái 20.000 các bạn. Cho các bạn. Người dân đến ủng hộ các bạn ạ. Mua dưa chị ơi. Được, các bạn. Mình phải tới nói mời người dân mua dưa các bạn ạ. Vâng. Đây các bạn, một đống dưa này các bạn ạ. Bên này màn trời chiếu đất rồi các bạn. Màn trời chiếu đất rồi các bạn nhé. Đây cho các bạn. Dưa các bạn ạ. Hai trái 20.000 các bạn. Rất tội người nông dân. Mình cho các bạn. Dưa quá rẻ các bạn ạ. Đây là Mỹ Phước các bạn ạ. Bên đây là xe Bình Định tới các bạn ạ. Xe Bình Định các bạn á. Từ Bình Định mang dưa vào Bình Dương các bạn. Hai trái 20.000 các bạn. Không hiểu người nông dân lãi cái gì. Vâng. Rất tội người nông dân các bạn ạ. Tình hình dịch bệnh Trung Quốc nên hàng nông sản của Việt Nam nói chung, dưa hấu nói riêng cũng chịu tình cảnh đấy các bạn ạ. Để các bạn. Đây còn một xe đầy nữa các bạn ạ. Xe đầy. Để cho các bạn. Cơm tại bãi dưa nữa các bạn nhé. Cơm tại bãi dưa luôn. Rất tội người nông dân. Nhà vườn à. Nên bán vỉa hè các bạn ạ. Và ăn cơm lại tại vỉa hè luôn. Rất tội các bạn ạ. Rồi vào ủng hộ mua dưa đấy các bạn. Ủng hộ mua dưa đấy các bạn ơi. Trên xe còn một nguyên chiếc xe đó các bạn ạ. Chưa xuống các bạn nhé. Các bạn ạ. Một chiếc xe kia ước lượng khoảng 8 tấn đấy các bạn. Còn đây. Hai trái 20.000 các bạn. Tới ủng hộ các bạn nhé. Người nông dân một nắng hai sương các bạn ạ. Trồng một quả dưa này giờ bán hai trái 20.000, một trái có 10.000 các bạn ạ. Tiền phân, tiền do, tiền nước, tiền công. Không hiểu là người nông dân còn lời lãi ở đâu nữa.
rất tội các bạn. Xót xa cho ngành nông nghiệp. Dần đến ủng hộ các bạn nhé. Hiện tại đây là Mỹ Phước các bạn ạ. Mỹ Phước các bạn nhé. Mỹ Phước 3. Một trái dừa to như thế này bán có 10.000 các bạn ạ. Xót xa cho bà con nông dân mình quá. Thôi các bạn, tội cho người nông dân. Mình làm những hình ảnh này cũng chỉ mong giúp bà con nông dân được bán hết hàng, vớt vát được một chút xíu nào các bạn ạ. Mình cũng đã từng làm nông nhưng mà giá cả xuống thấp thế này thì rất là buồn các bạn ạ, buồn lắm. Còn một xe đẩy chưa xuống các bạn. Cơm ngoài đường luôn các bạn nhé. Cơm ngoài đường luôn. Tội cho người bán hàng. Ừ, anh làm cho tốt em. Ừ. Bạn kêu chọc mình làm cho chút nhiều tiền. Ok em. Này cho các bạn. Mua dưa đi anh chị ơi. Các bạn giờ khách vắng tanh này các bạn ạ, không ai đến ủng hộ đây các bạn ơi, không biết xe dừa này giải quyết thế nào đây. Vâng thưa các bạn. Rồi anh xin. Vâng thưa các bạn, đây nước dừa của người nông dân cho các bạn ạ. Sáng quá. Bạn. Rất đỏ phóng không các bạn? Đỏ mà lại mỏng vỏ. Đỏ mỏng vỏ, 10.000 trái các bạn. Xót xa quá các bạn ơi. Thấy dừa các bạn ạ. Mình làm thử miếng mời các bạn. Ngọt lắm các bạn ạ. Dừa Bình Định nha các bạn. Bình Định các bạn đến ủng hộ các bạn nhé.
Đây cho các bạn còn nguyên một xe này các bạn ơi. Đây xe dưa là vườn từ ngoài Bình Định vô. Xe Bình Định các bạn nha, xe 77 các bạn nào. Bà con ngoài Bình Định là giờ khó lắm rồi. Giờ khó lắm rồi các bạn ạ. Đây các bạn hãy đến ủng hộ nhà vườn các bạn nhé. Đây anh chủ xe đây các bạn ạ. Chú vựa đây các bạn ạ. Không, em chỉ là mua dưa về đi bán cho bà con thôi. À vâng. Anh em mua dưa ủng hộ bà con để giải thoát cái vấn nạn dưa này các bạn ạ. Ok lên. Đứng. Anh nhân là một thương lái các bạn nhé. Đây. Xe dưa đầy cho các bạn ơi. Thật dưa các bạn. Các bạn thấy không ạ? Xe dưa đầy. Bình Định vào các bạn nhé. Dưa Bình Định nhé các bạn ạ. Dưa xe 77 nhé các bạn ạ. Dưa xe Bình Định các bạn ạ. Nước chuyển mình chung vào các bạn ơi. Đây các bạn. Dưa quá trời nữa các bạn ạ. Clip hôm nay mình làm bên đây xin tạm dừng các bạn nhé. Cảm ơn các bạn. Chào tạm biệt các bạn. Mong ai hay ủng hộ bà con nông dân. Đây là Mỹ Phước 3 các bạn ạ.